dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 19 tháng 11, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ.